Một tổ ấm chan hòa, đông đầy hạnh phúc giữa thiên nhiên trong lành. Một không gian sống hiện đại, tiện nghi. Tất cả những điều ấy luôn là niềm khát khao của mỗi con người. Đem đến cơ hội để thật nhiều người chạm được ước mơ của đời mình. Beacon City xuất hiện là một khu đô thị phức hợp hiện đại, cung cấp những căn hộ có mức giá hợp lý nhất trên thị trường. Beacon City còn hội tụ đầy đủ các yếu tố của một chốn an cư giá trị bởi sở hữu hàng loạt lợi thế vượt trội. Đó là hiếm có dự án nào đạt được tính kết nối toàn vẹn như Beacon City. Tòa lạc ngay đại lộ Thống Nhất, cung đường kết nối liền mạch với metro và các tuyến đường bộ huyết mạch dẫn đến khu trung tâm thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức, sân bay Tân Sơn Nhất, các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa của Đồng Nai. Như quy hoạch, đại lộ Thống Nhất còn là cung đường thương mại sôi động bậc nhất của Dĩ An trong tương lai, đem đến cho khu vực Beacon City tòa lạc một không gian hiện đại sầm uất. Bên cạnh đó, sở hữu tầm nhìn rộng mở, thu vào tầm mắt toàn cảnh 600 hectare cây xanh và mặt nước của đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhân Beacon City đã sở hữu được một tài sản giá trị cao và không dễ tìm. Tiếp đó, ôm trọn lợi thế vị trí vùng giáp ranh, Beacon City thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng tiện ích của hai thành phố trẻ năng động bậc nhất, đó là thành phố Thủ Đức và thành phố Dĩ An. Với ý tưởng chủ đạo là kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, được tận hưởng cuộc sống theo phong cách riêng trong cộng đồng tinh anh, với quần thể tiện ích hiện đại bậc nhất thành phố Dĩ An. Vậy cho nên, chỉ cần vài bước chân, cư dân Beacon City đã tiếp nhận cả thế giới ngay trước mắt, gồm hệ thống trường học quốc tế, trung tâm thương mại và khách sạn quy mô 7 tầng, phố đi bộ quy mô hơn 4 hectare với hàng trăm cửa hàng, hồ bơi lớn cùng nhiều mảng xanh thư giãn trải khắp nội khu. Lấy cảm hứng từ kiến trúc hiện đại, Beacon City còn đem đến cho khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh những ngôi nhà đẹp tinh tế. Với 7 tháp căn hộ chính là nơi an cư chất lượng cao đẳng cấp cho gần 4.000 gia đình. Tại đây, mảng xanh là yếu tố nổi bật và tháp Green Topaz được đánh giá là chiếm ưu thế về tầm view. Có đến 80% căn hộ Green Topaz View nhìn ra hồ đá và mảng xanh tự nhiên. Điều đó có nghĩa là gia chủ Green Topaz đã thụ hưởng được một không gian đắt giá bậc nhất. Nằm trong khu phức hợp Beacon City với không gian sống đẳng cấp dành cho tri thức trẻ thành đạt, Green Topaz sẽ chăm sóc vẹn toàn cho gia đình bạn, là một tổ ấm sung túc, đông đầy yêu thương. Beacon City, sống xanh ngay giữa lòng thành phố.